Nga đang tiến quân đều đặn sau khi thả bom lượn và tên lửa chống tăng nhằm vào các phương tiện và cứ điểm của Ukraine. Quân đội Nga hiện chỉ cách thành phố Pokrovsk, một thành trì quan trọng của Ukraine ở tỉnh Donetsk, khoảng 17 km về phía đông. Phát biểu với báo chí, Tổng thống Ukraine Zelensky thừa nhận đây là nơi giao tranh dữ dội nhất. Điều đó đòi hỏi chúng ta phải có những phản ứng mạnh mẽ nhất đối với Nga. Khi cuộc xung đột Nga-Ukraine bước sang tháng thứ 29, có ý kiến cho rằng Nga đang mất nhiều quân và thiết bị hơn mức cần thiết. Tuy vậy, họ vẫn có nhiều binh sĩ và vũ khí hơn Ukraine. Hiện Nga đang tận dụng lợi thế này để tiến về Pokrovsk. Nga đã tập trung khoảng 20 trung đoàn và lữ đoàn, ước tính lên đến 40.000 binh sĩ ở phía đông Pokrovsk. Ukraine đã triển khai khoảng 6 lữ đoàn với quân số gần 12.000 binh sĩ để cố gắng ngăn chặn đối phương. Ngay từ tháng 5, nhóm phân tích Front Intelligence Insights của Ukraine đã dự đoán nguy cơ diễn ra một trận chiến không cân sức dọc theo trục Pokrovsk. Đây là một trong những nơi nguy hiểm nhất hiện nay. Nga có số lượng lớn binh sĩ trong khu vực và chắc chắn họ sẽ tận dụng nguồn lực này để tiến xa hơn. Mặc dù quân đội Ukraine đã thực hiện các biện pháp để ổn định tiền tuyến, nhưng việc phân bổ lực lượng không đồng đều khiến tuyến đầu trở nên thiếu ổn định và rất nguy hiểm. Đánh giá của Frontier Intelligence Insights lưu ý. Một trong những lữ đoàn thiện chiến nhất của quân đội Ukraine, lữ đoàn cơ giới số 47, lực lượng vận hành xe bọc thép hạng nặng do Mỹ sản xuất, đang dẫn đầu lực lượng phòng thủ của Ukraine tại khu vực này. Nhưng Nga đã sử dụng chiến thuật mới để đánh bại xe chiến đấu bộ binh M2 Bradley của lữ đoàn này. Không quân Nga đã triển khai máy bay ném bom Sukhoi, thả bom lượn tấn công dữ dội vào khu vực phía sau. Trong khi đó, các trinh sát Nga sử dụng xe gắn máy thăm dò vị trí của Ukraine nằm gần giới tuyến. Khi các trinh sát phát hiện một phương tiện của Ukraine, họ sẽ sử dụng tên lửa chống tăng để tấn công. Nhóm phân tích Deep State có liên hệ với quân đội Ukraine cho biết, trong vài ngày qua, số lượng tên lửa chống tăng do quân đội Nga bắn vào các vị trí của lực lượng phòng thủ Ukraine đã gia tăng đáng kể. Valery Romanenko, chuyên gia hàng không tại Ukraine nói rằng, việc Nga sử dụng máy bay chiến đấu để ném bom dẫn đường đóng vai trò rất quan trọng đối với việc chiến thuật trên chiến trường của họ. Người Nga không xuyên thủng hàng phòng ngự của chúng tôi. Họ đang đẩy lùi chúng tôi. Họ đang tiến 100, 150, 200 mét mỗi ngày bằng chiến thuật này. Thả bom dẫn đường, sau đó tấn công bằng bộ binh và tiếp tục thực hiện lại các hoạt động này. Các chỉ huy Ukraine rất lo lắng trước các đợt tấn công của Nga. Trong khi Nga tiếp tục đổ thêm binh sĩ và vũ khí về phía Pokrovsk. Vẫn chưa rõ điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Tia hy vọng đối với Ukraine là địa hình đô thị sẽ dễ phòng thủ hơn. Nhưng khi Nga càng tiến đến gần Pokrovsk, họ càng khó duy trì được bước tiến của mình. Báo cáo về tình hình mặt trận, Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Sysky cho biết, mỗi lữ đoàn, mỗi đơn vị trong khu vực Pokrovsk vẫn kiên định ở đó và bảo vệ các vị trí bất chấp các cuộc tấn công của Nga. Đồng thời, chúng tôi cũng không giảm sự tập trung tại các khu vực khác trên tiền tuyến ở Donetsk, trong đó có Kharkov và khu vực phía nam. Trung tâm Chiến lược Quốc phòng Ukraine đánh giá rằng tốc độ tiến quân của Nga về phía Pokrovsk đang chậm lại do gần các khu vực đô thị. Nhưng điều này chưa đủ để sốc lại tinh thần của các binh sĩ Ukraine đã chiến đấu trong thời gian dài để ngăn chặn Nga chiếm Pokrovsk và đang phải chứng kiến đối phương ngày càng tiến gần đến thành phố. Pokrovsk không phải là một thành phố lớn.
nhưng đóng vai trò là tuyến đường tiếp tế chính cho các tiền đồn khác của Ukraine. Có một nhà ga đường sắt lớn nằm ở đây. Thành phố này là trung tâm hậu cần quan trọng, dễ dàng tiếp cận với Kostyantynivka, một trung tâm quân sự khác. Con đường nối liền Pokrovsk và Kostyantynivka được sử dụng để tiếp tế cho quân đội Ukraine ở tiền tuyến và sơ tán những người thương vong về phía sông Dnipro. Việc mất Pokrovsk sẽ làm suy yếu quân đội Ukraine đóng tại các khu vực Kostyantynivka và Toretsk. Nhà phân tích quân sự Ukraine Konstantin Mastroyev cho biết, các binh sĩ Ukraine đang gặp bất lợi trên mặt trận Pokrovsk do thiếu trang thiết bị, thiếu vũ khí. Với khả năng phòng thủ hạn chế, họ không thể cản trở bước tiến của Nga. Sự chậm trễ trong viện trợ quân sự của phương Tây, đặc biệt là của Mỹ, đã gây khó khăn cho việc trang bị cho các đơn vị Ukraine đang tham gia chiến đấu hoặc những đơn vị mới thành lập. Giới phân tích quân sự cho rằng Nga đang khai thác tốt hơn các vết rạn trong phòng tuyến của Ukraine. Bên cạnh đó, quân đội Nga có thể đã tạo ra một cấu trúc chỉ huy linh hoạt hơn vì họ đã phản ứng nhanh hơn khi nắm bắt được điểm yếu của Ukraine và triển khai quân với tốc độ nhanh chóng. Các chuyên gia quốc phòng lưu ý, những bước tiến của Nga cho đến nay vẫn chưa chuyển thành những đột phá lớn, nhưng có thể đe dọa phá vỡ vành đai phòng thủ của Ukraine tại Pokrovsk. Kiev đã được một số nước NATO gồm Mỹ, Pháp, Bulgari, Đan Mạch, Hà Lan, Bỉ, Canada, Luxembourg, Na Uy, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Rumani và Thụy Điển cam kết hỗ trợ tiêm kích F-16 năm 2023. Các quốc gia này đã thành lập liên minh F-16 cam kết cung cấp cho Ukraine tiêm kích cũng như huấn luyện các phi công vận hành chúng. Ngày chuyển giao chính thức chưa được đưa ra nhưng gần đây Kiev đã bày tỏ sự mất kiên nhẫn. Bloomberg dẫn các nguồn tin ở Kiev cho biết lô tiêm kích đầu tiên đã đến vào đầu tuần trước và số lượng này cho đến nay vẫn rất nhỏ. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận việc chuyển giao trong một thông báo trên kênh Telegram chính thức ngày 4 tháng 8. Ông không tiết lộ số lượng tiêm kích được cung cấp mà chỉ bày tỏ sự biết ơn với Đan Mạch và Hà Lan về sự hỗ trợ này. Hai quốc gia trên đã cung cấp cho Kiev lần lượt 24 và 19 tiêm kích từ kho vũ khí của họ. Ông Zelensky hoan nghênh việc tiếp nhận những chiến đấu cơ này, cho rằng chúng sẽ giúp Kiev đạt được những thành quả chiến đấu, đưa chúng tôi đến gần hơn với chiến thắng. Đó là một nền hòa bình chính đáng cho Ukraine. Moscow cảnh báo các tiêm kích F-16 giống như các vũ khí mà phương Tây đã cung cấp cho Ukraine sẽ không thay đổi kết quả cuộc xung đột mà chỉ kéo dài nó. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đầu tuần này cho biết sẽ không có viên thuốc thần và cũng không có phương thuốc trị bách bệnh về lâu dài cho Ukraine. Những chiến đấu cơ này sẽ xuất hiện nhưng số lượng của chúng sẽ giảm dần. Chúng sẽ bị bắn hạ và phá hủy. Chúng không thể tác động đáng kể đến tình hình các diễn biến trên tiền tuyến, ông Peskov khẳng định.